Event là gọi tới delegate, mà delegate này mình có gán trong phương thức nào chưa? Chưa đúng không? Nó khác với cái bài animal bữa trước. Animal ở bước trình diễn mình có gán cái delegate gán chưa? Là trong mỗi class ví dụ như con chó, con mèo là mình viết lại cái phương thức bước 4 rồi, là một hàm static gì đó. Nhưng cái này mình chưa có làm gì cả. Thì bình thường nếu mình xuất kết quả này ra thì nó sẽ ra gì mình biết không? Nó không có gì cả. Nó không ra được, tại vì bước 4 này nó chưa. Do đó trong phần program này thầy làm lại này. Giả sử bây giờ thầy gọi lại một lớp database, ví dụ như là thầy dùng là camera 1 new database. Ở đây thầy dùng hàm khởi tạo 3 cái. Thì đây mình dùng hàm, thầy giả sử thầy dùng hàm khởi tạo công tham số. Rồi bây giờ thầy gọi cam1.truy vấn ra một kết quả string, ví dụ là kết quả 1 đi. Đây là nó báo là không thể chuyển từ object sang string. Thì ở đây mình chỗ mình vào trong database, mình thấy kiểu traveler của truy vấn là object. Object thì bắt buộc mình phải cast lại cái mình đổi lại thành string. Thì đây mình thay đổi lại là string. Rồi mình xuất ra. Lúc này mình nó sẽ ra gì? Đón ra gì? Một là không ra gì, hai là bị lỗi, mình sẽ đón được hàm nào? Chạy thử này. Nó không ra gì cả. Tại sao nó không ra gì? Bởi vì cái bước số 4 này mình chưa làm gì trong này cả. Mình chỉ gọi tới cái event, rồi event nó mình gắn với delegate, mình chưa làm gì hết. Cái là người lập trình ra cái thư viện này chưa làm gì cả trên bước số 4 này. Và người ta bắt buộc là người mà kế thừa lại chương trình này phải làm bước số 4. Thì lúc này mình đang kế thừa lại vì mình sẽ làm lại bước số 4. Vậy sẽ mình muốn bước số 4 mình làm gì đó. Thì đây mình chỉ làm được trên cái offset này thôi. Mình không có mở cái code này ra mình sửa nữa. Cái sửa code này bị mất đi, không biết nữa. Cái là ai đó viết xong code rồi, sau đó là không cho mình quyền vào trong đó sửa. Mình viết chương trình này được và mình sửa được trên chương trình program này. Do đó mình sửa lại cái hàm bước 4 này, K1. Ở bước số 4 là bước truy vấn. Thì ở đây mình thấy nó có một cái event chỗ này này. Nó có biểu tượng á. Biểu tượng của cái này chính là cái thuộc tính. Này là phương thức và biểu tượng này là event, là mình biết à mình phải làm một cái event cho cái truy vấn này. Trong trường hợp này thì ra thầy làm là event, là event cho cái truy vấn này. Thì để khai báo phương thức cho này thì chỉ là cộng bằng và sau đó nút test thì nó ra event. Rồi ra bắt đầu mình mới viết lại cái event cho cái bước số 4. Cái là bước 1 mình làm giống với thư viện, bước 2 giống, bước 3 giống, bước 4 khác, bước 5 giống, bước 6 giống. Mình chỉ khác duy nhất một bước số 4 thôi. Và bước số 4 nó sẽ làm trên cho từng offset. Giả sử như cam1 này thì thầy giả sử này là return lại return lại là truy vấn cho cam. Ở đây mình nhớ là tên nó ra thầy chọn luôn K1 nhé, là tên của cái đối tượng. Nhớ là cái giờ là object rồi, bây giờ chạy lại. Bây giờ nó ra gì? Nó có đúng không? Bây giờ nó có truy vấn cho K1. Rồi giả sử bây giờ mình muốn tạo ra một object số 2. Giả sử cũng tạo luôn cái object số 2. Cái này giả sử không phải là cam nữa mà là nhân viên. Nhân viên 1. Cái này chỉ tên thôi, cái là mình lưu nhân viên 1 xuống database và bây giờ mình gọi lại. Rồi bây giờ mình cũng lấy kết quả này rồi xuất ra. Như kết quả này kết quả số 2, đối tượng này là. Rồi bây giờ theo mình thì kết quả 2 này nó có chạy xuống như thế này không? Nó chạy theo này không? Nó có vào trong cái cam 1 này nó ra không? Thì mình chạy thử nhé.
thì mình thấy này, cái cam 1 vẫn đúng, cam 2 nó ra trống không có gì cả, chứ là cái object này nó chưa được thực thi. Tức là cái NV1 này á, nó chưa có truy vấn gì cả, cho nó bắt buộc mình phải tạo ra luôn một cái NV1 chấm cái truy vấn. Chưa? Thì trong này bắt đầu mình mới tra với cái truy vấn để xin đối lại return NV1 truy vấn. Chưa? Rồi bây giờ mình chạy lại này, nhìn thấy nó khác chưa? Bây giờ nó lại có, nó là NV1 truy vấn. Cái là bình thường á, mình hiện thực phương thức á, là cho class, thì nếu mình dùng event á, thì mình đái trách nhiệm hiện thực cho class sang cho object. Cái là mình chỉ quy định cái khung thôi, nghĩ giống như mình đang đi xây nhà vậy. Người kiến trúc sư chỉ quy định là nhà có những vùng nào thôi, còn làm sao để xây tường xây ấy thì nó sẽ đái trách nhiệm lại cho người xây, nó sẽ phân trách nhiệm ra. Thì cái event này nó sẽ cụ thể cho từng đối tượng một, cái là mình muốn tạo ra đối tượng nào là bắt buộc mình phải gán đối tượng riêng đó. Rồi nếu mà trong trường hợp mà có nhiều đối tượng cùng thực thi một cái á, thì những cái đó mình sẽ đái vào trong cái class, còn những cái nào mà chỉ riêng đối tượng đó mới có thì mình sẽ đái sang event. Được chưa? Thì đó là cách mình dùng sử dụng và tại sao mình phải dùng event. Vì nếu không dùng event á thì mình phải bắt buộc phải vào trong cái class database, mình sửa cái phương thức đó này lại, phương thức truy vấn này. Nhưng về mặt lý thuyết á thì có rất nhiều công việc mà tất cả các bước nó làm đều giống nhau, nó chỉ khác nhau một số bước thôi. Ví dụ như bữa trước trình diễn này có 1 2 3 4 giống nhau, rồi trong bước 5 bước 6 đó nó khác. Thì trong xây dựng truy vấn với database cũng vậy, mình có mở kết nối, đóng kết nối thì nó giống nhau hết, chọn table, chọn database giống nhau. Chỉ khác nhau duy nhất trong bước truy vấn thì những cái khác nhau đó mình đổi sang delegate, rồi hoặc là mình hiện thực theo kiểu là event, hay là hiện thực theo kiểu là hàm cụm từ delegate giống như bài animal vừa trước. Nó có hai cách hiện thực vậy. Thì nếu mình hiện thực event á thì mình đổi trách nhiệm lại cho object, cứ mỗi lần tạo ra object là phải gắn, phải đổi lại event này lại, rồi object này nó muốn đổi phương thức thì nó lại làm lại tiếp. Thì đó là event. Rồi mình sẽ làm tiếp cái phần bên dưới này. Chưa? Thì cái này thầy có trong video rồi, thì mỗi camera nó có phương thức. Rồi cái này từ trước mình làm rồi, vì mình sẽ có hoạt động. Một cái camera khi hoạt động thì nó sẽ kiểm tra kích hoạt rồi mà cứ nói đâu có nói. Thì chúng ta vào phần camera lại này. Thì ra thầy trong camera thầy đỡ một đối tượng là database. Ở đây database này là camera DB. Chưa? Thầy báo này ra. Rồi trong hàm khởi tạo không tham số thì mình khởi tạo ra camera này. Rồi khởi tạo camera. Tạm thời dưới này bỏ qua chưa làm nhé. Rồi phương thức hoạt động của camera thì nó có mấy bước. Mình xem mỗi camera khi hoạt động sẽ thông qua 3 bước. Đầu tiên là bước 1, kiểm tra camera đã kích hoạt hay chưa. Thì nó là bước 1 đây. Thì bước 1 nó sẽ có một hàm gọi là hàm kiểm tra. Thì ta viết hàm kiểm tra này lại. Thì hàm kiểm tra này bản chất nó chỉ là hàm sinh ngẫu nhiên một giá trị kiểm tra nó lớn hơn 0.5 hay không thôi. Nếu lớn hơn thì mình là đúng, bé hơn là sai. Thì mục đích của nó là gì? Để xem thử là camera có kích hoạt hay chưa. Rồi tiếp theo là sẽ kiểm tra bước số 2. Bước 2 nếu kích hoạt
thì nó chưa kết hợp, nó đã hoạt động thì kết thúc. Ngược lại thì qua bước 3, bước 3 là mở stream và kết nối, và bước 4 là cập nhật thông tin và database. Thì ra thầy ghi cái bước nhé, bước 2. Rồi bước 3. Rồi bước 4. Bước 5. Chưa? Bước 5 là thực hiện hệ thống nhận dạng trên camera này. Rồi bước 5 nhận dạng. Thì ra thầy viết lại các phương thức, ví dụ như là Open Stream là có rồi nè, Update Database là viết lại, Update Database, Update. Rồi bắt đầu nhận dạng. Bắt đầu nhận dạng thì là vì tên chuỗi thôi. Rồi kiểm tra. Kiểm tra thì ra là ngẫu nhiên. Thì đó là mình có cái xương khung của nó. Tuy nhiên vừa thuật toán nó chưa đúng này. Ở đây nó có gì? Kiểm tra camera, nó lại gọi tới bước 4 của cái hàm bên trên này. Bước 4 của database. Và truy vấn là select. Thì ra mình không thể làm kiểu random này được, mà mình phải gọi với bước 4 của nó. Gọi bước 4. Thì để gọi bước 4 thì mình sẽ tạo ra một đối tượng là database. Ví dụ như database này là kiểm tra đi. Kiểm tra DB bằng new. Chưa? Rồi ở đây kiểm tra DB. Mình phải hiện thực cái phương thức truy vấn. Hiện thực phương thức truy vấn thì mình chỉ công bấm cộng bằng ra được. Thì đây nó có là kiểm tra active. Chưa? Thì mình return lại. Ở đây thì nếu đúng ra thì mình phải kiểm tra trên database. Tuy nhiên mình lại giả sử như return trong luôn đi. Chứ là luôn luôn active. Rồi bốn này mình kiểm tra thì mình return lại kiểm tra DB chấm truy vấn. Chuyển nó lại thành bool. Chưa? Thì bước kiểm tra này á, mình xem trong yêu cầu nhé, là kiểm tra kích hoạt hay chưa bằng cách là truy vấn select với tham số là ID camera. Thì ở đây mình quan tâm thứ nhất là truy vấn ở bước 4 bước trên này. Là bước 4 thì mình chỉ hiện thực lại đối tượng là object database, hiện thực phương thức truy vấn lại và return lại kiểm tra truy vấn. Thì truy vấn này thì mình được hiện thực lúc bên này. Nghĩa là mình đại trách nhiệm truy vấn này sang cho class database, mình không làm ở bên database, lên bên class camera. Rồi camera kiểm tra active. Rồi đó là về hàm, rồi về phương tham số của nó. Tham số bước 4 này truy vấn nó là select. Select thì kiểu truy vấn này mình không quan tâm. Thứ hai là nó có tham số là ID của camera. Thì chức là đầu vào của nó sẽ có một tham số đầu tiên đó chính là ID camera. Thì giả sử mình truyền vào trong truy vấn này là tham số thôi số 0. Chưa? Thì mình quy ước tham số 0 chính là ID camera. Thì lúc kiểm tra này nó sẽ lấy tham số đầu tiên là ID. Rồi kiểm tra này thì tham số này mình không gắn một cách tùy chọn nữa, mà mình cũng sẽ chọn lại là tham số ở số 0 chính là ID của camera. Do đó đây mình sẽ gắn vào duy nhất một tham số số 0 thôi.
Rồi đó là một phần. Rồi phần thứ hai là mình có bước 4, cập nhật thông tin camera hoạt động vào database. Thì lúc này là mình sử dụng truy vấn update với tham số là ID của camera. Nó giống bên trên thôi. Cái đó mình sẽ gọi lại tiếp một database rồi mình cập nhật lại. Thì đây là nó có phần update database. Thì ta lên xem update database. Mình sẽ làm lại cái này. Đầu tiên giống như phần kiểm tra này thì đó update mình sẽ tạo ra một cái đối tượng là database. Ví dụ như là kiểm tra TV bằng new database. Kiểm tra DB này mình lại hiện thực lại phương thức truy vấn của nó. Rồi trong hiện thực phương thức này thì mình hiện thực là phương thức là cập nhật database. Với tham số 0 bằng ID camera. Thì ở đây tôi chọn lại là hàm return lại chuỗi đó, ví dụ như là update bay cộng số cộng Rồi chỗ phần update database này thì mình sẽ gọi lại phần truy vấn của cái kiểm tra DB chấm truy vấn nhận qua tham số, thứ nhất là tham số số 0 thôi. Rồi mình return lại. Thì đây kiểu driver này là string, tuy nhiên trong cái hàm là delegate nó là object, do đó mình chỉ test lại thành string là được. Rồi mình có là hoạt động có 4 bước, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bước. Rồi bước nhận dạng này, nhận dạng thì mình xem trong này nó không có yêu cầu gì cả, thực hiện thôi là mình chưa làm gì, mình chỉ ghi lại nhận dạng là return thôi, string thôi. Rồi hoạt động rồi ở đây nó có là bước này, sau khi hoạt động thì mình trả lại là giả sử như kết quả bước số 3 là bước update database là stream kết quả bước 4 bằng rồi thì return lại kết quả bước 4 đi. Rồi bây giờ thầy test thử bên camera này tạo ra một đối tượng là camera, ví dụ như là cam1 camera hàm khởi tạo không tham số, rồi gọi camera hoạt động. Rồi kết quả cái này sẽ hiện thị là gì? Bỏ cái này đi cho nó.
Rồi ra nó báo là index outside of array là đúng rồi, không có ID chính xác, phải di truyền cái ID camera vào, bắt buộc phải có một ID hoạt động này, nên sửa ID này là ID cam 1. Không thể cast từ boolean to string. Thì nó sẽ về chỗ này string. Do đó thầy sẽ đổi cái này lại thành object. Và đây mình không cần cast. Trong phương thức database chỗ truy vấn á, mình đổi lại cái bước số 4 lại thành offset lại, không phải cast nữa. Đây. Ở trên Google Drive còn nhìn được á. Rồi ở đây nó có một chỗ là bước số 2 này, nếu return active á thì cam hoạt động, cam hoạt động thì đây mình sẽ active là kiểm tra, thì cái kiểm tra này luôn luôn là mình trả về bước là bằng true. Ở đây thì thầy mô phỏng là có khi có khi không thì thầy gọi hàm random này xuống bước kiểm tra này lại. Như bản chất là mình sẽ gọi tới database mới đúng, mình không có database cho nên mình mô phỏng lại. Là có một số trường hợp là nó sẽ chạy, một số trường hợp là không chạy. Index outside. Xem camera ở dòng 68.92. Đây. Rồi, từ update database này thì nó cần tham số. Tham số 0. Đây là trường hợp cam hoạt động. Rồi thầy mô phỏng được là bằng thôi. Rồi thì nó sẽ cập nhật lại thông tin database cam này. Rồi thầy đưa bài tập này lên.